mà tham gia vào một cái loại enzyme mà tham gia vào quá trình có vai trò rất quan trọng trong việc tổng hợp ARN đấy chính là cái enzyme ARN polymerase. Nó giống như enzyme ở quá trình sao mã DNA của chúng ta sẽ là gì ạ? ADN polymerase, nhưng mà cái kia nó có loại 1 2 3 đúng không ạ? Thì cái này chỉ có một cái loại thôi. Và thành phần cấu tạo của nó như thế nào? Thì phân tử ở trạng thái bình thường tức là chưa chưa hoạt động ấy thì nó có sẽ cấu trúc gồm có 5 chuỗi, bao gồm có 2 chuỗi alpha này. Đó, và một một chuỗi beta, một chuỗi beta phẩy và một chuỗi omega như này. Đúng không ạ? Khi mà nó bắt đầu và nó có một chuỗi nữa người ta gọi là cái chuỗi này có tác dụng gì ạ? Đấy là chuỗi sigma có tác dụng bình thường nó sẽ không gắn vào cái cấu trúc này đâu ạ. Mà khi có tín hiệu bắt đầu cho quá trình sao mã cho quá trình phiên mã thì nó làm sao ạ? Thì ARN polymer này sẽ có tác dụng gì ạ? Thì cái phân tử sigma này nó sẽ có tác dụng nhận diện chuỗi, nhận diện cái điểm khởi đầu cho quá trình phiên mã và làm sao ạ? Nhận diện và nó sẽ gắn với lại cái cấu trúc của cốt lõi của cái enzyme này và tạo thành một cái cấu trúc gồm có 6 chuỗi. Như vậy là khi mà câu hỏi đặt ra của chúng ta sẽ là gì ạ? Enzyme ARN polymerase ở hai trạng thái, một là trạng thái không hoạt động và một trạng thái thứ hai tức là gì ạ? Trạng thái hoạt động thì có bao nhiêu chuỗi đúng không ạ? Như vậy ở trạng thái hoạt động của chúng ta cái chuỗi này sẽ gồm gì? Có 6 chuỗi đúng không ạ? Nó thêm một chuỗi sigma nữa. Còn nếu như mà ở trạng thái bình thường thì nó sẽ chỉ có 5 chuỗi và cái chuỗi sigma này bình thường nó sẽ tách tách ra. Tức là sau khi hoạt không 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 tham gia vào quá trình phiên mã nữa thì nó sẽ tách riêng ra. Và nó như vậy là vai trò của ADN của cái chuỗi sigma này có vai trò gì ạ? Đấy là nó giúp cho cái việc cái chuỗi nó gắn vào cái phân tử ở cái lõi enzyme này và nó nhận diện cái điểm khởi đầu đúng không ạ? Đó, đấy thì trong cái cấu trúc của phân tử enzyme này chúng ta nhớ hai cái điểm như vậy. Cấu trúc của những chuỗi nào và hoạt động và nó có tác dụng gì? Vậy thì ARN polymer nhận diện điểm khởi đầu bởi cái chuỗi nào? Như vậy là trong đây thì chúng ta sẽ có 6 5 chuỗi này với một chuỗi thì chúng ta sẽ nhận diện điểm khởi đầu bởi chuỗi nào ạ? Đấy là cái chính là chuỗi gì? Chuỗi sigma này đúng không ạ? Và cái cơ chế hoạt động, cơ chế vai trò tức là cái các giai đoạn của quá trình phiên mã cũng thế, cũng bao gồm có giai đoạn khởi đầu kéo dài và kết thúc giống như quá trình của cái bản ADN của chúng ta cũng khởi đầu và kết thúc, cũng có gồm các thành phần enzyme tham gia, cũng có các thành phần của các nucleotide tự do đúng không ạ? Đó. Vậy thì nó cũng có ba giai đoạn như này thì đi vào chi tiết vào từng giai đoạn nhé. Mình sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên là cái giai đoạn khởi đầu. Giai đoạn khởi đầu thì chúng ta sẽ biết là ở trên cái mạch đoạn ADN của chúng ta đúng không ạ? Là cái ADN mà gồm có các thành phần gồm có cả exon và intron đúng không? Và nó tham gia thì cái chuỗi được tổng hợp hình thành bao giờ cũng thế cũng sẽ được theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy. Vậy thì cái phân tử ADN của chúng ta vẫn phải tháo xoắn ra và làm sao ạ? Có cái điểm khởi đầu. Vậy thì làm trên một cái chuỗi ADN dài như thế thì biết đâu được là cái đoạn khởi đầu để xác định vị trí để cho cái enzyme này nó nhận diện diện điểm khởi đầu ấy thì nó sẽ có một cái khái niệm mà chúng ta phải học đấy là cái vùng vùng khởi đầu. Vùng khởi đầu được gọi là cái vùng promoter như này. Được chưa? Cái vị trí bắt đầu xảy ra quá trình phiên mã thì nó sẽ là ở đây đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà trước cái vị trí khai mã thì cái một khoảng từ 20 đến 200 cặp 3 giờ niter chúng ta sẽ có một gọi là vùng khởi đầu. Và trong cái vùng khởi đầu này thì sẽ có cái vị trí gọi là điểm khởi đầu cho quá trình phiên mã. Và ở cách cái vị như vậy là gì ạ? Trong cái vùng khởi đầu này thì chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Có hộp khởi đầu. Hộp khởi đầu này thì nó là có cái trình tự rất là đặc biệt. Đấy là những cái trình tự đặc trưng mà nó có thể nhận biết được. Thường là sẽ là gì ạ? Hộp TATA hay là những cái hộp tức là nó ở vị trí để cho phân rất dễ để cho phân tử trong cái chuỗi sigma của chúng ta nhận biết được đấy ạ, nhận biết được cái vị trí khởi đầu để cho nó cái giúp cho cái enzyme ARN polymer gắn vào cái vị trí đấy đúng không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ có cái khái niệm vùng khởi đầu và cái hộp khởi đầu. Hộp khởi đầu đây thì nó thường ở cái vị trí cách cái điểm khởi đầu từ 10 từ khoảng ghi là âm 35 đến 10 tức là nó lùi lại về phía sau
ở phía trước của cái điểm khởi đầu ấy, thì người ta gọi là âm 30, âm 13 giờ, cặp 3 giờ niter đấy. Đấy, đấy thì sẽ có cái vùng hộp khởi đầu như này, đúng không ạ? Và trong cái trình tự này thì như nào ạ? Đầu tiên sẽ là cái enzyme ARN polymerase của chúng ta gắn vào cái vị trí ở hộp khởi đầu này. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục nó nhận diện và đi đây. Thì ở vị trí bắt đầu cho quá trình sao ạ? Bắt đầu quá trình phiên mã thì nó sẽ gắn từng các nucleotide phosphate từ khoảng từ 1 cho đến 10. Tức là chỉ trong khoảng 10 nó hình thành 10 những cái 10 cái nu gắn các đơn ribonu của chúng ta gắn vào với nhau nhé, gắn liên kết với nhau bằng liên kết phosphoate thì chỉ được khoảng 10 thôi. Đến giai đoạn là khoảng 10 nu thì cái chuỗi sigma của chúng ta sẽ phóng thích và ARN polymer này của chúng ta sẽ bị thay đổi về cấu trúc, và như vậy là khi nó thay đổi cấu trúc và cái chuỗi sigma của chúng ta phóng thích như vậy thì giai đoạn khởi đầu kết thúc đó. Như vậy nó chỉ được, nó có sự tham gia của enzyme này ở cái vị trí nhận diện vị trí hộp khởi đầu, sau đó nó sẽ bị làm sao ạ, tổng hợp được 10 nu ban đầu thì nó sẽ làm sao ạ, chuỗi sigma sẽ bị phóng thích ra ngoài, phóng thích ra đấy, và làm sao ạ, ARN polymer của chúng ta thay đổi cấu trúc, và như vậy đến cái đoạn đó thì điểm khởi đầu kết thúc. Vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là gì ạ? Giai đoạn khởi đầu sẽ kết thúc khi nào? Như vậy cái key của chúng ta sẽ nhớ đây là cái giai đoạn khởi đầu kết thúc khi nào, khi chuỗi sigma của chúng ta bị phóng thích ra khỏi cái enzyme ARN polymerase, đúng không ạ? Đó. Sau khi khởi đầu xong thì chúng ta sẽ giai đoạn kéo dài thôi. Kéo dài thì phân tử ARN của chúng ta, polymerase của chúng ta tiếp tục gắn thêm các protein là nhân tố, một cái loại nhân tố kéo dài, một cái nhân tố kéo dài cho quá trình phiên mã ấy, thì nó sẽ làm sao gắn thêm và nó tiếp tục trùng hợp các ribonucleotide theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy. Đấy. Như vậy là nó lúc nãy nó mồi được 10 10 khoảng 10 nu rồi đúng không ạ? Thì cái ARN cái chuỗi sigma của chúng ta phóng thích ra và nó cái khỏi cấu trúc của cái enzyme có viết bị lỗi nhá. Đấy, cái enzyme này của chúng ta sau khi chuỗi sigma gắn tách ra rồi thì nó sẽ thêm các protein của chúng ta vào, gắn thêm protein và kéo dài và nó tiếp tục trùng hợp. Như vậy nó cứ trùng hợp tổng hợp các nucleotide và chúng ta nó tiếp tục xảy ra. Nó gọi là giai đoạn kéo dài cho đến khi giai đoạn kết thúc. Nó cứ tổng hợp đến khi nào thì kết thúc ạ? Đến khi mà có hai yếu tố sau đây. Thứ nhất là nó có cái phân tử mRNA của chúng ta nhé. Đấy, được tổng hợp đây chúng ta nhìn thấy không ạ? Nó cứ chạy đúng không ạ? Theo chiều được sợi được tổng hợp từ theo chiều 3,5 thì nó được có một yếu tố gắn vào đấy là yếu tố R RHO này gắn vào phân tử ARN của chúng ta. Và như vậy và kèm theo nữa là trên phân tử ADN của chúng ta có một cái đoạn đây này gọi là trình tự, có một cái loại trình tự đặc biệt. Trình tự đặc biệt này thì nó có đặc trưng đặc biệt để nó nhận biết. Như vậy là ARN polymerase của chúng ta đang chạy trên đây đúng không? Nó sẽ nhận ra và nó dừng lại quá trình xúc tác. Như vậy là sợi ARN mới được tổng hợp sẽ được tách khỏi ADN và ADN của chúng ta xoắn lại, yếu tố rho được giải phóng. Vậy thì chúng ta cũng phải nhớ cái phần key chỗ này là gì ạ? Giai đoạn kết thúc của chúng ta kết thúc khi nào? Đấy thì chúng ta nhớ nhá. Kết thúc thì có một cái yếu tố RHO này gắn vào ARN và một yếu tố vô cùng quan trọng đấy là cái trên cái ADN của chúng ta đây có cái trình tự đặc biệt, đúng không ạ? Đấy, cái điểm cốt lõi có cái đoạn có cái trình tự rất đặc biệt để nó giúp cho cái enzyme nhận biết ra và dừng xúc tác, đúng không ạ? Và như vậy là giai đoạn kết thúc xảy ra, phân tử ARN của chúng ta được tổng hợp và giải phóng, đúng không ạ? Sau như vậy là gì ạ? Kết thúc giai đoạn kết thúc này thì phân tử ARN được hình thành rồi. Thế nhưng mà sao ạ? Đối với sự phiên mã của eukaryota của chúng ta sẽ khác một chút. Nếu như ở prokaryota của chúng ta thì là vì ADN của chúng ta chỉ gồm các exon không có các intron, như vậy sự tổng hợp ARN của nó không có giai đoạn thuần thục tiền tiền ARN nữa mà nó trở thành ARN trưởng thành luôn và chiều của nó gồm các exon từ chiều 5,3 phẩy rồi. Nhưng đối với các gì ạ? Đối với ở tế bào eukaryota thì vì ADN của chúng ta gồm cả các exon và intron như này thì chúng ta phải có một cái quá trình gọi là cắt nối loại bỏ những cái intron như này, đúng không ạ? Chúng ta loại bỏ những cái đoạn intron ra và làm sao nối lại với nhau, nối hai cái đầu này tạo thành ARN trưởng thành. ARN trưởng thành này mới có khả năng sinh tổng hợp protein, được chưa ạ? Như vậy là nó sẽ khác nhau ở cái gì, ở hai quá trình này, quá trình tiền tế bào kia prokaryota thì nó tạo thành luôn, còn cái này thì còn thêm một quá trình nữa mà bây giờ chúng ta phải học, đến là quá trình gì ạ? Cắt nối các
cắt các intron và nối các exon với nhau, được chưa ạ? Và quá trình cắt nối thì xảy ra như nào? Cắt nối thì xảy ra ở cái đoạn này, lát nữa mình sẽ giảng sau, còn cái chỗ này thì mình sẽ so sánh một chút giữa cái quá trình sự phiên mã của eukaryota nó khác ở thêm so với prokaryota là gì. Đấy là cái enzyme tham gia. Thì ở prokaryota của chúng ta, lúc nãy cô chỉ giới thiệu enzyme cốt lõi của chúng ta là ARN polymerase, đúng không? Có một loại thôi, không có phân loại 1, 2, 3 như này. Nhưng mà ở eukaryota thì nó có thêm. Đấy là nó phân loại ra. Đấy là có polymerase loại 1. Đấy, thường thì tham gia vào quá trình tổng hợp của ARN ribosome chẳng hạn này. Hoặc là loại 2 tham gia vào quá trình tổng hợp tiền mRNA, các ARN nhỏ trong nhân. Hoặc là loại thứ ba đấy là tham gia vào quá trình tổng hợp tiền tRNA hoặc là lRNA thông ribosome. Như vậy là cái enzyme tham gia nó sẽ khác một chút, đúng không ạ? Nó có phân loại ra. Thế và cái cấu trúc đơn vị của nó thì cũng gồm nó sẽ khác, bởi vì cái kia chỉ có 5 chuỗi cộng với một chuỗi sigma nữa, đúng không ạ? Thế thì cái này thì có làm sao, có cái cấu trúc của nó sẽ khác, gồm có 2 tiểu đơn vị lớn và thêm 6 đến 8 tiểu đơn vị nhỏ. Đó. Và nó không có một điều đặc biệt là cái kia cả. Chúng ta nhớ là ARN polymerase của chúng ta sẽ có một cái điểm mà có cái chuỗi sigma nó nhận diện vị trí khởi đầu ấy. Đấy, nó có tác dụng nhận diện vị trí khởi đầu trên phân tử ADN. Nhưng mà ở loại này thì không có khả năng tự khởi động phiên mã, tức là không có khả năng tự nhận diện được như thế. Và nó cần một cái yếu tố nữa. Cái yếu tố đấy là cái yếu tố phiên mã. Khi mà yếu tố phiên mã người ta ký hiệu là TF này, gồm có TF1, 3, 2D rồi 2B, tức là tên của nó thôi, thì nó có tác dụng là gì ạ? Nó gắn vào cái trình tự hộp khởi đầu, nó cần có cái yếu tố này thì nó mới nhận diện được, đúng không ạ? Còn ở prokaryota thì chỉ không cần cái yếu tố này, mà nó chỉ cần cái chuỗi sigma kia nó nhận diện điểm khởi đầu, nó có thể xảy ra được. Đấy, được chưa ạ? Và như vậy làm sao ạ? Sau khi cái chuỗi này gắn vào cái hộp khởi đầu ấy, hộp TATA mà như lúc nãy mình nói, đây là cái hộp khởi đầu ấy này, ở cái vị đây này, vị trí này có cái hộp khởi đầu ở đây này. Cái hộp khởi đầu ấy chính là cái hộp TATA đấy ạ, ở nằm trong cái vùng khởi đầu này, đúng không ạ? Và cái hộp khởi đầu như thế thì nó gắn phải có các yếu tố phiên mã. Khi nó gắn vào đây rồi thì nó sẽ xúc tác cho cái enzyme ARN polymer loại 2 này và hoạt động, và nó tiến hành quá trình phiên mã, được chưa ạ? Cái kia thì không cần, cái kia thì nó chỉ cần có cái chuỗi sigma nó nhận diện ra và nó tiến hành quá trình phiên mã được rồi. Nhưng cái này thì nó không thể tự động khởi động phiên mã được, mà nó cần có cả yếu tố phiên mã bắt đầu trước, đúng không ạ? Như vậy là nó khác một chút là ở enzyme tham gia, và hai là cái quá trình khởi đầu nó khác đấy, được chưa ạ? Thế còn bây giờ khác một cái nữa, đấy là sau tổng hợp xong, sau khi kết thúc giai đoạn kết thúc xong thì chúng ta sẽ phân tử của chúng ta tự tạo thành là gọi là tiền ARN, đúng không ạ? Và nó kết nối như thế nào? Trên vị trí các trên cái vị trí, cái phân tử tiền ARN mRNA này gọi là tiền thân của ARN thuần thục mà, đúng không ạ? Thì chúng ta có cái cấu trúc này, và như lúc bài đầu tiên cái trong cái cấu tạo của phân tử mRNA mình có nhắc qua, đấy là cái đầu cái mũ ở phần vị trí 5 phẩy đầu tiên ấy, đấy gọi là cái mũ methyl guanine triphosphate này, nó có vai trò đấy, nó có tác dụng trong tổng hợp protein và bảo vệ ADN chống lại sự phân hủy, đúng không ạ? Và một cái cấu trúc nữa là cái đôi polia này thì nó cũng thế giúp cho việc vận chuyển mRNA từ trong nhân đi ra ngoài bào tương để quá trình tổng hợp protein, và nó tham gia vào quá trình dịch mã, đúng không ạ? Thế thì cấu trúc của cái này trong cái sự các đoạn này nó phải cắt những cái đoạn intron đi và nối các exon lại với nhau, thì việc cắt nối như vậy nó sẽ có một cái công công cụ giúp cho việc cắt đấy, người ta gọi là cái thể nối ấy. Các thể nối đây này, cái thòng lọng này xuống này, cắt nối thì cái cấu trúc của cái cắt nối ấy chính là cái gì, bao gồm các phần thành phần gì ạ? Đấy, câu hỏi sẽ là gồm những cái thành phần gì đấy, thì chúng ta nếu các phân tử nhé, U1, U2, U4, U5, U6 vào một cái phần gì nữa tham gia mà chúng ta lúc nãy ở trong cái phần SN, đấy chính là cái SNARN, đúng không ạ? SNARN nhỏ trong nhân đấy. Đấy, thành phần của cái thể nối của nó sẽ như này. Và nó cắt cái điểm cắt nối thì chúng ta sẽ phải nhớ điểm cho nối, tức là cái vị trí này, đúng không ạ?
vị trí nối cho nối ở cái G, thì chúng ta sẽ phải nhớ điểm đầu mút GU và điểm nhận nối AG. Thì lát nữa thì chúng ta làm sao mà nhớ được cái điểm cho nối nhận nối, thì tí ở cái phần điều hòa sinh tổng hợp protein chúng ta có cái mô hình ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm cho nối và điểm nhận nối nhá. Đấy, sau khi nó xác định được cái vị trí điểm nhận nối và cho nối này, chúng ta nhìn đúng không ạ, thì nó sẽ tạo thành một cái thòng lọng. Cái thòng lọng gọi chính là cái thể thể nối. Thể nối này nó cắt và nó cắt ở cái điểm cho nối và điểm điểm nhận nối, thì các exon nó tự nó sẽ nối lại với nhau, và kết quả của quá trình này sẽ chúng ta sẽ tạo thành các mRNA thuần thục, đúng không ạ? Vậy thì trong cái này chúng ta sẽ nhớ keyword của chúng ta nhớ được đấy là cái thể nối gồm những cái thành phần gì và những cái điểm cho nối và nhận nối gồm những cái gì, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ học nhá. Tiếp sau, cái đấy là toàn bộ cái quá trình gì ạ? Sao mạng quá trình phiên mã để tạo ra mRNA. Như vậy là chúng ta học cái phần chức năng có hai từ chức năng thôi, nhưng chúng ta phải nhớ được cái gì ạ? Quá trình sao mã tái bản ADN gồm có ADN gì ạ? ADN trong ở prokaryota này, ở eukaryota khác nhau là gì này? Thế quá trình phiên mã tạo ARN thì cũng thế, cũng chúng ta phải nhớ được cái gì ạ? Nhớ được cái enzyme, cấu trúc của enzyme polymerase này. ARN polymerase đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta sẽ phải nhớ cái gì ạ? Nhớ các giai đoạn, trong cái giai đoạn đấy thì có những cái thành phần nào tham gia đúng không ạ? Và một cái phần mà chúng ta phải nhớ đấy chính là cái quá trình tạo mRNA thuần thục, chính là cái phần cho cắt nối, cắt và nối các exon và introns ở đây, đúng không ạ? Đấy, toàn bộ cái phần nội dung này nhá. Thì trong sách của chúng ta còn trước khi sang cái phần thứ hai, chúng ta còn một cái phần nội dung đấy là quá trình sao mã ngược. Sao mã ngược từ ARN thì mình không trình bày đây, nhưng mình sẽ nói qua. Tức là các bạn hình dung là từ phân tử mRNA chúng ta sao mã lại ngược lại thành các cDNA ấy. Đấy, thì cái việc sao mã ngược này nó có vai trò trong, nó chính là cái nhờ các loại enzyme sao mã ngược ở các loại vi khuẩn virus, nó có tác dụng sao mã ngược lại như thế và người ta ứng dụng nó. Thì ngày nay thì cái việc ứng dụng đấy, sao mã ngược đấy cũng chính là giống như chúng ta làm cái quá trình mà trong kỹ thuật sinh học phân tử ấy, chúng ta tách mRNA ấy, tách cái phân tử mRNA này và chúng ta tổng hợp ngược lại cDNA ấy, thì chúng ứng dụng của quá trình sao mã ngược là như thế nhá. Nhưng mà cái chi tiết của cái đấy thì chúng ta về chúng ta đọc thêm ạ. Vậy chúng ta sang một cái phần nội dung thứ hai, đấy là đặc điểm của mã di truyền. Thì cái nội dung này rất là ngắn. Mã di truyền của chúng ta nhớ rồi đúng không ạ? Cái phần mà mã di truyền của bộ ba mã hóa đấy ạ. Thì nó có những cái đặc điểm như nào? Đầu tiên nó sẽ là mã di truyền của chúng ta sẽ là gì ạ? Mã là mã ba chữ. À, chúng ta nhớ cái này thì dễ rồi, cái này kiến thức cũ rồi. Và làm sao mã có tính chất thoái biến, tức là một acid amin thì do nhiều mã quy định, một acid amin có thể có nhiều mã quy định, bởi vì chúng ta biết là có 20 loại acid amin nhưng mà mã của chúng ta có bốn loại, bốn loại ba giờ đúng không ạ, bốn loại ba giờ như thế chúng ta sẽ nhân lên thì chúng ta có sẽ 64 mã đúng không ạ. Như vậy là gì ạ, một acid amin có thể nhiều mã quy định, nhưng mà riêng cái tryptophan là nó có đặc trưng riêng, nó chỉ do một mã quy định thôi. Thế còn cái mã thì là mã ba chữ, do đó mà cái nu của chúng ta trong mã bộ ba thì cái nu thứ ba ấy dễ bị thay đổi, dễ bị thay đổi thôi nhá. Hai cái nu đầu thì nó hay thường cố định và cái nu thứ ba thì dễ thay đổi và có tính chất vạn năng, tức là gì ạ, mã bộ ba mã hóa của chúng ta chung cho mọi sinh vật, nó giống nhau đó. Còn có một trong đó thì chúng ta sẽ nhớ được các mã khởi đầu và mã kết thúc. Thì mã khởi đầu thì có một mã mở đầu đấy chính là mã UAG và ba mã kết thúc đấy là cái vị trí UAG, UAA và UGA. Đó. Thì mã mở đầu, mã kết thúc, một lát nữa chúng ta sẽ học sang cái phần protein thì chúng ta sẽ nhớ được tên các mã này hơn, đúng không ạ? Thế đấy là những cái đặc điểm của bộ ba gì ạ, đặc điểm chung của gì ạ, mã di truyền. Thì chúng ta có mấy cái đặc điểm thôi, thì trong sách của chúng ta có cái bảng ấy, tức là từ bốn loại nu này ba giờ này chúng ta tổng hợp thì có 64 mã đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ không phải nhớ hết được đâu ạ. Chúng ta chỉ nhớ đặc điểm chung của mấy cái mã này thôi ạ. Thì chúng ta sang một cái phần thứ ba nhá. Đấy là cái quá trình sinh tổng hợp protein. Đúng không ạ? Sinh tổng hợp xong rồi chúng ta còn học phải điều hòa cơ. Đã nhiều đúng không ạ? Ê, sinh tổng hợp protein này thì chúng ta phải học cái gì? Quá trình sinh tổng hợp protein trong sách cũng rất là dài. Chúng cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách học để nhớ thôi. Vì nó nhiều giai đoạn. Và mỗi giai đoạn thì mô tả rất là chi tiết, thì chúng ta sẽ nhớ được ba cái giai đoạn chính, đấy là giai đoạn bốn cái giai đoạn chính, đấy là giai đoạn gì ạ, hoạt hóa axit amin,
Sau đó thì mở đầu chuỗi polypeptide và giai đoạn kéo dài chuỗi mở đầu kéo dài và giai đoạn kết thúc. Vậy thì giai đoạn hoạt hóa axit amin có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta axit amin này thì nó sẽ làm thế nào để vận chuyển được vào thì nó phải cần có sự hoạt hóa các axit amin này. Axit amin của chúng ta đang tồn tại tự do này nhá, đúng không? Để muốn nó trùng hợp, muốn nó đi vào quá trình tổng hợp luôn tạo thành một chuỗi chuỗi polypeptide đấy thì nó phải có sự hoạt hóa. Hoạt hóa đây chính là cái việc gắn của axit amin với lại cái TARN, đúng không ạ? TARN của chúng ta đây, đúng không ạ? Để nó gắn vào như nào thì cái việc gắn này thì cần có một cái loại enzyme xúc tác. Đây enzyme của chúng ta thì như tên cô nói, enzyme của xúc tác quá trình hóa axit amin đấy chính là gì ạ? Amino acid đây là tên từ chung, để tí nữa mình có thể thay amino acid này chung còn các loại axit amin khác nhau, đúng không ạ? Và TARN synthetase đấy là tên để tổng hợp hai hai cái phức hợp lại với nhau, thì đây là tên của cái enzyme này. Và enzyme này nó có tác dụng, tất nhiên là việc quá trình hoạt hóa này cần phải có năng lượng ATP, đúng không ạ? Xúc tác vào và enzyme này nó sẽ giúp cho việc gắn axit amin này với TARN và tạo thành sao ạ? Một cái phức hợp, cái phức hợp ấy gọi là amino acetin và TAR, tức là gắn cái TAR với amino acid với nhau thôi, đúng không ạ? Đấy gọi là giai đoạn hoạt hóa acetamin. Nếu gắn nó tạo thành phức hợp để lát nữa nó vận chuyển mà, vận chuyển để đi vào ribosome ấy ạ. Tiếp tục đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn mở đầu chuỗi polypeptide. Thế bây giờ rõ ràng là tất cả các giai đoạn kể cả tổng hợp ADN hay RN đều có giai đoạn mở đầu, giai đoạn khởi đầu ấy, thì nó phải có một cái mở đầu trước. Vậy thì phức hợp trong cái phần này, phức hợp mở chúng ta phải nhớ được cái gì đấy, chúng ta phải phức hợp mở đầu của chuỗi polypeptide gồm những cái gì, các thành phần riêng rẽ với nhau thì bây giờ nó phải tạo thành một cái phức hợp để có thể bắt đầu được, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ gồm các rất nhiều các thành phần từ những cái phân tử phân đơn vị nhỏ của 30S, đấy là phân ribosome phân tử đơn vị nhỏ, đúng không ạ? Dưới sự xúc tác của các gì ạ? Dưới có phân gồm thành phần tiếp là phân tử mRNA này. Đấy và các phức hợp này là phức hợp S-met là cái acetamin mở đầu ấy, methionine ấy kết hợp với TARN. Đây là cái phức hợp mà lúc nãy là kết quả của cái giai đoạn 1 là hoạt hóa acetamin kết hợp với nhau, đúng không ạ? Và cái chiều này phân tử mRNA nhé, đúng không ạ? Và sau khi các phiên mã các yếu tố mở đầu cho quá trình tổng hợp sự polypeptide nó xúc tác thì các phân đơn vị nhỏ cũng gắn vào. Vậy thì sản phẩm của cái quá trình này mô tả rất là dài nhưng chúng ta cần nhớ cái gì? Chúng ta chỉ cần nhớ cái vòng cuối cùng này, cái vòng tròn ở dưới này, đấy là cái phức hợp mở đầu, phức hợp mở đầu chuỗi polypeptide. Phức hợp này gồm những cái gì? Chúng ta nhìn cái hình ở dưới nhá, cái con chuột cô đang chỉ ấy thì gồm cái gì? Đấy là gồm phân đơn vị, đây là ở prokaryota nhá, thì gồm có phân đơn vị nhỏ là gì ạ? À? 30S, chúng ta nhìn 30S đây ạ. Và theo trình tự nhá, 30S tiếp tục đến là cái gì ạ? 30S là đầu tiên mà nó sẽ cắn và sẽ tiếp tục đến sẽ là gì ạ? mRNA, cái chuỗi mRNA lúc nãy được tổng hợp ấy, chuỗi từ 5 phẩy đến 3 phẩy, đúng không ạ? mRNA thuần thục nhá, bởi nó được cắt các intron rồi. Tiếp đến là gì ạ? Tiếp thành phần nữa chúng ta nhìn thấy cái vị trí này. Đấy, cái không ạ? Cái ngoằn ngoằn chính là cái gì ạ? Cái phức hợp của axit amin lúc nãy. Đấy, gồm đấy chính là ký hiệu là gì ạ? Mes, đây là methionine, nên là cái acetamin mở đầu ở đối với vi khuẩn. Cái acetamin mở đầu là chung giống nhau ở prokaryota đều là methionine nhá. Và gạch ngang TARN là ARN chuyển, đúng không ạ? Và tiếp theo một cái đơn vị nữa đấy là phân đơn vị lớn là 5S. Đấy, như vậy phức hợp chuỗi nếu như câu hỏi của chúng ta mà đặt ra tức là key của cái phần này chúng ta nhớ đấy là chính là phức hợp chuỗi mở đầu. Gồm cái gì? Gồm phân đơn vị 30 phân đơn vị nhỏ 30S này, gồm có chuỗi có cái mạch mRNA thuần thục này, gồm có methionine và TARN phức hợp của amino acid với TARN, đúng không ạ? Và một cái phân đơn vị lớn đấy là 5S, được chưa? Nhìn cái hình này chúng ta nhớ đúng không ạ? Đấy thì cái quá trình mô tả dài dòng gắn cái gì trước gắn cái gì sau thì cô đã nói theo thứ tự rồi, 30S rồi mRNA rồi cái phức hợp này, đúng chưa ạ? Đấy nhá, thì cái cách nhớ của chúng ta như vậy, chúng ta sẽ học được cái phức hợp chuỗi mở đầu gồm cái gì để nó tham gia. Khi sau khi nó gắn được ở vị trí này, đây là phức hợp mở đầu, nên nó chuyển sang cái giai đoạn kéo dài. Bây giờ việc kéo dài này chúng ta nhìn nhá, ở trong quá trình tổng hợp kéo dài này thì làm sao ạ? Ở trên cái vị trí của cái trên phân tử này thì nó sẽ có cái vị trí A và vị trí
trong cái ribosome này, chúng ta nhìn không ạ? Cái ribosome phân đơn vị nhỏ, chúng ta sẽ có cái vị trí P và vị trí A. Vị trí P là cái gì, vị trí A gì, có vai trò như thế nào thì chúng ta nhìn này. Đầu tiên là cái vị trí P của chúng ta đây ở đang ở cái giai đoạn phức hợp siêu bắt đầu nó đang gắn ở vị trí P đúng không ạ? Đây là cái phức hợp axit amin mở đầu và tRNA nó gắn vào đây. Thế thì vị trí A có tác dụng gì? Như vậy là sau khi đây là cái hình này đã được cho đến ba axit amin rồi, nhưng mà chúng ta sẽ hình dung nhá. Cái vị trí phức hợp axit amin mở đầu và cái tR nó đang ở vị trí P, được chưa? Bây giờ làm thế nào để cái axit amin tiếp theo gắn vào? Thì cái việc đầu tiên của giai đoạn kéo dài ấy, đấy là việc gắn amino acid tR tiếp theo vào vị trí A, đúng không ạ? Vị trí A trên phân tử ribosome ấy, vị trí A đây, đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Đây là cái axit amin mới thứ hai nhé. Đây cô đang ví dụ đầu tiên là mình sẽ có axit amin mở đầu ấy. Thì cái thứ hai thì nó sẽ gắn vào vị trí A, được chưa? Sau khi nó gắn vào vị trí A rồi thì nó sẽ hình thành liên kết peptide giữa cái một và cái hai thôi. Trong cái hình này cô nói cái ba cái bốn cho chúng ta dễ hình dung nhé, thì nó gắn liên kết ví dụ như đây là cái ba cái bốn này hình thành liên kết peptide đúng không ạ? Khi hình thành liên kết peptide xong thì cái tRNA ở cái vị trí P này nó sẽ được giải phóng ra, nó được giải phóng ra khỏi vị trí. Như vậy là gì ạ? Nó như vậy là trong lúc này đây nó giải phóng ra, nó chuyển ra nhé, đây nó giải phóng ra ở cái hình ba, nó chuyển ra. À, như vậy là khi nó giải phóng ra rồi thì cái vị trí P kết thúc thì cái A nó sẽ chuyển vị, ấy gọi là chuyển vị, tức là cái tRNA gắn với cái chuỗi polypeptide đây này, ấy nó sẽ chuyển từ vị trí A sang vị trí P, được chưa? Các bạn hình dung ạ. Như vậy là chúng ta nhớ là gì ạ? Vị trí A trên trong ribosome sẽ là dùng để gì ạ? Dùng để tiếp nhận amino acid, cái phức hợp amino acid và tR mới, được chưa? Còn vị trí P sẽ làm gì ạ? Nó sẽ tiếp nhận cái chuỗi polypeptide, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó sau khi nó tiếp nhận A tiếp nhận nhá, hình thành liên kết peptide nhá, nó nhảy sang chuyển vị sang vị trí P. Như vậy vị trí P của chúng ta sẽ chứa đây, đấy là một chuỗi polypeptide, được chưa? Như vậy nó cứ quá trình liên tục thế, tiếp tục sau khi hết cái thứ hai đến cái thứ ba, cái thứ bốn. Đấy chúng ta nhìn thấy không ạ? Cái axit amin thứ bốn tiếp tục vào, tiếp tục sau cái thứ bốn này thì tiếp tục chúng ta nhìn ở vị trí này nhá, đây này, cái con chuột cô đang chỉ này, đúng không ạ? Thì cái axit amin thứ năm sẽ tiếp tục vào, đúng không ạ? Như vậy là vào đây và nó hình thành liên kết peptide và nó sẽ giải phóng ở vị trí P và vị trí A, làm sao sau khi lại dịch chuyển sang đây. Như vậy là nó sẽ có ba cái bước, một là gắn amino acid vào vị trí A, tiếp theo là hình thành liên kết peptide, và thứ ba liên kết peptide hình thành xong thì nó sẽ xảy ra sự chuyển vị trí từ vị trí A sang vị trí P, được chưa? Như vậy là cứ thế tiếp tục xảy ra và chuỗi của chúng ta polypeptide là một chuỗi gồm các axit amin ấy, nó sẽ kéo dài liên tục như thế, được chưa ạ? Đấy thì chúng ta sẽ ghi ở cái phần này, chúng ta sẽ nhớ được cái ba cái bước này và chúng ta nhớ được vị trí A là để làm gì, vị trí P của trong ribosome để làm gì. Các bạn đã hình dung ra chưa ạ? Đấy, và đến khi giai đoạn kết thúc vậy thì nó cứ xảy ra như thế. Thì khi nào kết thúc thì giống như bao giờ nó cũng phải có tín hiệu đúng không ạ? Nhưng lúc nãy cô nói là ở đâu nhỉ, ở trong quá trình phiên mã tạo mRNA đúng không ạ? Có vị trí khi nào thì kết thúc đúng không ạ? Nó có cái trình tự đặc biệt rồi, nó có yếu tố rho bám vào đúng không ạ? Thế thì ở cái quá trình này thì có cái gì nhận diện để nó dừng lại quá trình tổng hợp như thế? Vậy thì nó sẽ phải làm gì ạ? Nó sẽ khi mà bắt đầu khi một trong bộ ba mã hóa kết thúc ở vị trí A đấy, tức là đây nhá, chúng ta nhìn là cái trình tự chuỗi mRNA của chúng ta đây cứ sẽ từ 5 phẩy 3 phẩy đúng không ạ? Thế thì khi nó cứ dịch chuyển vị như thế thì cái vị trí trình tự của nó, ví dụ như bộ ba mã hóa kết thúc của chúng ta ở vị trí này 1 2 3 đây đấy, gặp bộ ba mã hóa kết thúc thì nó sẽ báo hiệu dừng lại thôi đúng không ạ? Nó cứ dịch như thế đến khi nó gặp dừng lại đây, thì cái bộ ba mã hóa kết thúc của chúng ta là gồm cái gì? Có thể là bộ, có thể là UAA, UAG hoặc là UGA đúng không ạ? Nó gặp ba cái bộ mã hóa này thì nó sẽ dừng lại và nó không cho cái amino acid và TR mới vào nữa đúng không? Vị trí này này, A là vị trí tiếp nhận, bây giờ nó đây là cái bộ mã kết thúc, nó A nó nhận ra rồi đây là bộ mã kết thúc thì nó không cho cái mới vào nữa, nó sẽ dừng lại. Và việc dừng lại như thế thì cái mRNA của chúng ta sẽ tách khỏi ribosome và ribosome của chúng ta sẽ tách ra hai đơn vị lớn nhỏ riêng ra. Đó, như vậy là quá trình gì ạ? Tổng hợp kết thúc. Các bạn đã hình dung chưa ạ? Kéo dài và tổng hợp và tín hiệu nhận biết quá trình kết thúc thì sẽ là về bộ mã kết thúc ở vị trí A này. Các bạn đã hình dung ra chưa? Nhá, thì như vậy là quá trình tổng hợp protein của chúng ta gồm các bước như thế. Đầu tiên là hoạt hóa axit amin, hai là kéo dài chuỗi
gì ạ? Hóa acetamin, giai đoạn mở đầu tạo thành phức hợp mở đầu, sau đó thì đến sẽ làm sao, giai đoạn kéo dài chuỗi xong rồi thì đến giai đoạn kết thúc nha. Đấy là những cái phần keyword mà cô trình bày trên hình cho các bạn này, các bạn nhớ. Sang đến phần gọi là tổng hợp ở eukaryote thì làm sao, nó chúng ta theo nguyên tắc là chúng ta sẽ học những cái cốt lõi trước, sau đấy thì chúng ta sẽ so sánh, thì chúng ta lấy những cái điểm khác chứ không chúng ta không thể đọc chi tiết được, đúng không ạ? Và cái điểm khác ở đây là gì, đối với acetamin mở đầu của gì ạ, prokaryote thì chúng ta sẽ là acetamin gì ạ, nó ký hiệu là NN này, formimethionine, cả hai đều là methionine nhưng ở cái dạng này là cái dạng form, tức là dạng một cái dạng độc phân khác, đúng không ạ, của prokaryota. Và điểm thứ hai khác nhau đấy là gì ạ, ribosome. Ribosome của chúng ta, phân đơn vị nhỏ của chúng ta sẽ là 30S, 50S, còn ở eukaryota của chúng ta sẽ là 40S và 60S. Như vậy nếu như chúng ta hỏi được phức hợp mở đầu của cái giai đoạn mở đầu ấy, phức hợp mở đầu của chuỗi polypeptide gồm những cái gì, thì cái chỗ này, cái dòng này thì sẽ là đại diện cho gì ạ? Ở prokaryota đúng không ạ? 30S, 50S. Còn ở eukaryota của chúng ta sẽ là gì ạ? 40S và 60S, được chưa? Và còn những cái giai đoạn khác thì vị trí AP các thứ này ra trong giai đoạn chuỗi, kéo dài chuỗi thì giống hệt nhau nhá. Thì chúng ta chỉ nhớ được hai cái điểm khác này thôi, được chưa? Đấy là quá trình sinh tổng hợp protein. Có bạn nào hỏi gì không ạ? Cái cơ chế nhá, sinh tổng hợp, nếu như không có bạn nào hỏi gì, cô sẽ chuyển sang một cái cơ chế điều chỉnh sinh tổng hợp protein, đúng không ạ? Thế thì cơ chế điều khiển sinh tổng hợp protein ở đây tức là gì ạ? Khi nào thì cơ thể cần có xảy ra quá trình tổng hợp protein, đúng không? Tức là nó phải có các yếu tố hoặc là cái nhu cầu của cơ thể hoặc là các yếu tố làm sao mà tổng hợp đến mức độ nào thì dừng lại, thì nó có trong cơ thể của chúng ta thì sẽ phải có cơ chế điều chỉnh. Và việc điều chỉnh sinh tổng hợp protein này của chúng ta thì nó sẽ có liên quan gì ạ? Cơ chế rất là phức tạp từ gì ạ? Từ cái vùng cấu trúc của chúng ta nhá. DNA của chúng ta này phiên mã ra tạo thành ARN, ARN thuần thục, xong ARN tiền thân xong tạo thành ARN thuần thục. Xong từ ARN thuần thục xong lại gì ạ? Tạo thành gì ạ? Protein. Như vậy là nó, nếu mà xét về cơ chế điều chỉnh của chúng ta sẽ rất là nhiều các yếu tố điều chỉnh, từ mức độ gì ạ? Từ mức độ DNA xuống mức độ RNA rồi đến mức độ protein, đúng không ạ? Nó qua rất nhiều các bước. Tuy nhiên thì nó sẽ có hai cái cơ chế xét chung và hai cơ chế chính. Đấy là cái cơ chế kích thích và cơ chế kìm hãm. Kích thích ở đây nghĩa là khi nào thì kích thích tăng sinh tổng hợp, đúng không ạ? Kìm hãm là khi nào mà tôi nhu cầu cơ thể đủ rồi, nhu cầu của cái mô đấy đủ rồi không cần nữa thì nó sẽ kìm hãm và để dừng cái quá trình sinh tổng hợp protein đấy. Và trong cái thí nghiệm có hai loại thí nghiệm mà trong sách của chúng ta đọc và chúng ta phải nhớ, thì cái đấy là cái phần cái mô hình của cơ chế kích thích của lactose. Thế thì trong một cái thí nghiệm ở E. coli, người ta thấy rằng nếu mà nuôi cấy E. coli trong môi trường có lactose thì người ta thấy là em tăng sinh ở tổng hợp cái enzyme beta galactosidase này. Như vậy là nếu mà không có thì nó không tăng, đúng không ạ? Bây giờ có cho môi trường có lactose vào thì cái enzyme này tăng lên. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nhìn nhìn cái mũi tên này thì các bạn hiểu đây là lactose của chúng ta là chất kích thích hay kìm hãm sinh tổng hợp protein ạ. Cái loại enzyme này được gọi là một loại protein, đúng không ạ? Protein loại enzyme đấy. Thế thì lactose của chúng ta trong trường hợp này sẽ là gì ạ? Sẽ là chất kích thích, đúng không ạ? Bởi vì thêm vào môi trường thì nó sẽ tăng lên thì nó được đóng vai trò là chất kích thích. Thế bây giờ mà E. coli của chúng ta mà sống, người ta thấy rằng nếu mà trong môi trường mà có tryptophan thì làm sao ạ? Enzyme tryptophan synthetase nó lại giảm. Người ta thấy là nó giảm, giảm như vậy thì người ta thấy rằng kết luận là gì ạ? Tryptophan trong cái môi trường này nó là chất kích thích hay là kìm hãm ạ? Như vậy nó sẽ là kìm hãm, đúng không ạ? Vậy thì cái cơ chế kích thích và kìm hãm thì nó điều khiển như thế nào? Và làm sao mà cho vào môi trường mà nó kích thích và tăng sinh được các loại protein như này, thì mình sẽ đi vào cụ thể nhé. Trước khi đi vào cái phần cụ thể của cái mô hình của kích thích hay kìm hãm ấy, thì chúng ta sẽ được mình sẽ giới thiệu cho các bạn chung về cái mô hình ở một cái operon, là một cái mô hình để điều khiển điều chỉnh quá trình sinh tổng hợp protein ấy. Thì operon là cái gì? Đây là cái cấu trúc của một operon của chúng ta nhé. Đây là chính là cái phần operon này. Trong operon này thì gồm có cái gì? Bao giờ cũng thế, nó sẽ có phần gen cấu trúc.
gen cấu trúc đây, cái phần này gen cấu trúc của chúng ta gồm có các exon và introns ấy ạ. Và cái gen cấu trúc này nó sẽ, nếu nó mở thì nó sẽ quá trình phiên mã tạo ra và nó tổng hợp gì ạ? mRNA. mRNA này là sao ạ? Chính là gì ạ? Tiền thân sau đó thì tạo thành mRNA thuần thục đúng không ạ? Đấy, thế thì đây là gen cấu trúc. Tiếp đến là gì ạ? Gen cấu trúc thì trước cái phần vị trí của gen cấu trúc thì sẽ có một cái vùng người ta gọi là vùng operator và vùng promoter. Cái operator là cái gì? Những cái hình, cái vị trí này các bạn phải nhớ nhé. Operator thì một số hình ảnh sẽ viết là operator, nhưng các bạn sẽ phải nhớ đấy là tên của nó, là cái vị trí vận hành. Operator là vị trí vận hành. Còn cái promoter này được gọi là gì ạ? Vùng khởi đầu, đúng không ạ? Vùng khởi đầu promoter, mà như lúc nãy chúng ta thấy là vùng khởi đầu mà có cái hộp khởi đầu thứ đấy ạ. Thế trong cái vùng khởi đầu ấy thì nó sẽ ví dụ như để tổng hợp quá trình mRNA thì nó sẽ có được nhận diện bởi cái gì ạ? Phân tử enzyme RNA polymerase ấy, đúng không? Nó nhận diện ở cái vùng vị trí vùng khởi đầu này, tại cái vùng hộp khởi đầu ấy ạ. Đúng không ạ? Và đây là cái vị trí vận hành. Thế thì khi mà nó có sự kích thích và yêu cầu nó gắn vào cái vùng vị trí vận hành hay vùng khởi đầu này thì nó sẽ kích thích vào quá trình cái gen này sẽ được, gen cấu trúc nó sẽ được mở. Và như vậy là sẽ kích thích cái khoảng quá trình phiên mã tạo mRNA. Sau mRNA được tạo thành rồi thì nó sẽ làm sao ạ? Nó có lại khi nào thì xảy ra thì lại có yếu tố điều hòa mô ở dưới cơ. Khi nào nữa chúng ta sẽ thấy được cái mô hình của nó. Tức là trong mô đấy nhu cầu cần tổng hợp protein thì nó kích thích và nó điều khiển cái mRNA tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein. Được chưa? Tiếp đến là trước cái vùng khởi đầu ở cái vùng operon này thì chúng ta có một cái vùng điều hòa của gen. Vùng điều hòa của gen này thì nó sẽ điều chỉnh quá trình sinh tổng hợp protein là kích thích hay kìm hãm. Đấy gọi là cái vùng điều hòa của gen nhé. Đấy. Thì mô hình operon, nếu như theo câu hỏi của chúng ta gồm những cái thành phần gì thì operon của chúng ta ở đây chúng ta nhớ được ba phần chính. Đấy là gen cấu trúc, vị trí vận hành và vùng khởi đầu, được chưa ạ? Đó. Với còn vùng gen điều hòa nó sẽ nằm ở phía trước của cái vùng operon này. Đó, điều hòa sinh tổng hợp protein theo cơ chế kìm hãm hoặc kích thích. Vậy thì cụ thể của cơ chế kìm hãm kích thích thì nó sẽ làm như nào? Thì trong sách của chúng ta cũng viết rất là rõ đấy ạ. Đầu tiên cái cơ chế kích thích của chúng theo cái cơ chế kích thích nhé, nó có hai trường hợp. Thì cái này mình chỉ viết vẽ minh họa để cho chúng ta thấy. Ví dụ nhá. Trên cái hình này thế cái operator là cái vị trí gì ạ? Nhưng nó mình nói ạ, vị trí gì ạ? Vị trí vận hành đúng không ạ? Vùng promoter là cái vùng được nhận diện bởi cái gì ạ? Phân tử ARN polymerase, đúng không? Ở cái vị trí vùng khởi đầu này, đúng không ạ? Còn đây là vị trí vận hành. Nếu như chất kích thích của chúng ta được gọi chất kích thích hay chất hợp hóa của chúng ta nó sẵn rồi, tức là nó gắn sẵn trước ở cái vùng vị trí vận hành này rồi, thì gen cấu trúc của chúng ta sẽ mở. Và việc mở như thế thì nó sẽ quá trình tiếp theo xảy ra đây ạ, đúng không ạ? Gen cấu trúc của chúng ta mở thì sẽ sự phiên mã tạo thành ạ, mRNA, rồi mRNA tiếp tục quá trình tiếp theo sẽ sinh tổng hợp protein, đúng không ạ? Loại thứ hai, khi nào thì cái này nó không có hoạt hóa. Nếu như có một chất gắn đặc hiệu, cái chất gắn đặc hiệu nó gắn vào cái chất hoạt hóa này thì nó sẽ nhấc đi, nó sẽ lấy cái chất hoạt hóa đi, nó gắn đặc hiệu nó giống như kiểu nó ức chế, nó lấy đi hoặc nó không cho cái chất hoạt hóa này hoạt động nữa thì nó không được. Như vậy là cái chất hoạt hóa không, chất hoạt hóa hay chất kích thích ấy, nó không được gắn vào vùng vận hành này nữa thì làm sao ạ? Cái vị trí vận hành này nữa thì làm sao? Thì cái gen cấu trúc này sẽ đóng vào quá trình, các tất cả các quá trình sau sẽ được đóng lại, được chưa ạ? Như vậy là trường hợp thứ nhất đấy là gì ạ? Trường hợp thứ nhất đấy là nó có sẵn vào trong đây rồi, và khi nó gắn vào thì muốn nó nhấc nó ra thì phải có một cái chất đặc hiệu gắn vào để bất hoạt cái chất hợp hóa đi, đúng không ạ? Còn trường hợp thứ hai xảy ra đấy là gì ạ? Tức là chất hợp làm sao chất kích thích của chúng ta gắn nằm trên cái ở vị trí vận hành rồi, nhưng mà làm sao không hoạt động, và muốn hoạt động thì phải có một cái chất, nó đã trạng thái không hoạt động, và khi nó có một cái chất gắn đặc hiệu vào thì làm sao nó sẽ kích thích cái chất này, chất kích thích của chúng ta ở trạng thái hoạt động, và hoạt động rồi thì nó cũng sẽ làm cho gen cấu trúc mở, đúng không ạ? Gen cấu trúc mở và chúng ta gen cấu trúc mở như thế thì nó sẽ tiến hành cái quá trình phiên mã tiếp theo là sinh tổng hợp mRNA thôi, đúng không ạ? À, khi đấy khi nào thì nó kết thúc thì khi cái chất gắn đặc hiệu được nhất ra khỏi nó, đúng không ạ? Đấy, nhất ra khỏi nó, và như vậy ở nhất ra khỏi nó thì cái chất này nó sẽ bị rời ra và nó không còn gắn vào vị trí vận hành nữa, và gen cấu trúc sẽ đóng, được chưa ạ? Đấy, có hai cái trường hợp mà trong sách viết
tức là từ chất kích thích gắn. Thế thì làm thế nào để mình nhớ được, nó cứ hơi lằng nhằng tí nhá. Ý là còn sang cơ chế thứ hai, để ứng dụng cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ thấy có cái mô hình giải thích điều hòa kích thích của lactose trong cái quá trình này. Thì trong cái lactose này của chúng ta thì lactose đóng vai trò là một chất kích thích nhá. Thế bình thường thì đây là operator, là vị trí vận hành, còn đây là vị trí khởi đầu, vùng khởi đầu đúng không ạ em? Mà mặc dù nó gắn vào như này rồi, mRNA là polymer giờ nó không, nó gắn vào nhưng nó không hoạt động được vì nó cái chất này ức chế, nhưng lactose là một chất kích thích thì nó sẽ gắn vào đây. À, nó sẽ nhấc cái vị trị nó gắn vào rất là hiệu, nó sẽ nhấc ra. Thì lúc này gen của chúng ta sẽ làm sao ạ? Nó cái chất này chất kìm hãm nhá. Nó gắn vào thì như vậy là gen của chúng ta sẽ mở được hoạt động. Đúng không ạ? Sang một cái mô hình tiếp theo. Đấy là cơ chế kìm hãm. Cơ chế kìm hãm thì hoàn toàn ngược lại. Cái chất lúc nãy của chúng ta đây là chất kích thích đúng không ạ? Thì chất kìm hãm của chúng ta sẽ làm sao? Sẽ gắn vào cái vị trí vận hành. Khi nó gắn vào vị trí vận hành thì gen sẽ đóng và không xảy ra quá trình gì cả. Nhưng mà khi cái chất kích kìm hãm này nó được có một chất đặc hiệu nhấc nó đi nhá. Thế thì làm sao ạ? Khi nhấc nó đi rồi thì cái này không bị kìm hãm nữa thì gen sẽ được mở. Như vậy là chúng ta sẽ cái cơ chế kích thích và kìm hãm làm thế nào để nhớ, hơi hình hình nó hơi lằng nhằng và nó hơi khó hiểu, thì chúng ta sẽ có hai cái keyword, nguyên tắc chung để chúng ta nhớ này. Khi mà đưa ra các trường hợp ấy ạ, mà chúng ta cần phải giải thích thì chúng ta nhớ được hai cái kia đấy chính là gì ạ? Chất kích thích tức là khi nó gắn vào vị trí vận hành, cái vùng operator ấy, đấy là vị trí vận hành, nó cứ gắn vào vị trí vận hành vì nó có vai trò kích thích mà, thì gen sẽ mở. Thế còn nếu mà nó bị nhấc ra khỏi cái vị trí vận hành thì gen sẽ đóng, đúng không ạ? Gen cấu trúc ấy. Thế còn cơ chế kìm hãm là cái chất kìm hãm nó cứ gì ạ? Cái chất kìm hãm nó gắn vào vị trí vận hành thì làm sao nó sẽ kìm hãm mà không có, cái gen cấu trúc sẽ bị làm sao đóng, và nó nhấc ra khỏi thì nó sẽ làm sao ạ? Mở. Đấy, nó hơi lằng nhằng một chút, nhưng mà hai cái cơ chế này cái key chung mà mình cứ nhớ, kích thích thì nó gắn vào vị trí nào, đấy là vị trí operator, vị trí vận hành, được chưa? Thì gen sẽ mở. Còn nếu như nó gắn vào vị trí làm sao ạ? Nếu mà cái chất kìm hãm mà nó gắn vào vị trí vận hành thì nó kìm hãm thế thôi, mình nói hai từ thế. Bởi vì sao các bạn phải nhớ thế này, đấy là khi mà cho các bạn làm thì chúng ta sẽ nhớ trong sách của hai ba trường hợp ấy, thì chúng ta sẽ phải nhớ và chúng ta giải thích được cái vị trí này là cái vị trí gì, vị trí operator là cái gì, vị trí promoter là gì. Thì chúng ta chỉ cần nhớ được đấy là cái vị trí của chúng ta gì ạ, operator đấy chính là cái vị trí vận hành, và chất dù chất kích thích hay kìm hãm nó gắn vào đây, mình nhớ theo nguyên tắc chung thì đảo các trường hợp thì các bạn vẫn sẽ giải thích được. Các bạn hiểu chưa ạ? Đấy, thứ hai cái này, nếu bây giờ trong cái hình slide của mình nhá, mình sẽ đảo các vị trí chất kích thích và kìm hãm, khi nào thì gen mở, khi nào thì gen đóng, nó hơi lằng nhằng, nó hơi khó hiểu. Thực ra cũng không phải khó hiểu mà nó hơi lằng nhằng ấy. Thế thì các bạn cứ nhớ được cái nguyên tắc chung là thôi. Cái chất kích thích đấy nó được gắn vào vị trí vận hành thì gen sẽ mở. Chất kìm hãm mà gắn vào vị trí vận hành thì gen sẽ đóng, được chưa? Giống như cái từ của nó là kìm hãm lại. Đấy. Nhá, đấy là cái phần mà cái slide cuối cùng này thì sẽ cho các bạn nhớ chung trong cái cơ chế kích thích và cơ chế gì ạ, kìm hãm. Các bạn nào hỏi gì không ạ? Dạ, thưa cô, cái phần mà chất kích thích gắn vào vị trí vận hành để gen mở ấy ạ, thì nó phải tùy thuộc vào cái chất kích thích ấy, là nó là trạng thái hoạt động hay nó là trạng thái không hoạt động chứ ạ? Đúng rồi, nhưng mà thì thế thì có phải là gắn vào đây không, nhưng mà nó gắn vào vị trí vận hành và nó là trạng thái kích thích, activator ấy, tức là nó ở trạng thái activator, tức là ở trạng thái hoạt động ấy, đúng không ạ? Còn cái phần này ức chế là gắn vào đây, nhưng nó ức chế thì chính vì thế, nhưng chúng ta sẽ nhớ đây nha, cho hai cái hình này đúng không ạ? Chất kích thích gắn vào vị trí đây đúng không ạ? Chất kích thích nó gắn vào vị trí vận hành thì gen mở. Nó là kích thích ở đây, tức là nó đóng vai trò, nó đang hoạt động ấy, activator ấy, nó đang hoạt động ấy, đúng không ạ? Còn cái đoạn này làm sao ạ? Đây, sang cái hình trường hợp thứ hai này, nó gắn vào nhưng mà nó cũng không, nhưng mà nó làm sao, nó ở trạng thái kích thích, tức là nó trạng thái activator ấy, được chưa? Nó gắn vào vị trí vận hành nhưng mà nó ở trạng thái activator ấy, thì đây cái hình này thì chúng ta nhớ nó sẽ chia làm hai trường hợp, một trường hợp là hoạt động và không hoạt động như bạn nói là đúng. Thế nhưng mà cái key để mình nhớ làm sao được ấy, tức là thích ở đây, tức là ở trạng thái hoạt động nhá, nó cứ gắn vào cái vị trí vận hành thì nó sẽ làm cho gen mở ra, được chưa? Chính vì thế nó có cái hai trạng thái hoạt động và không hoạt động như bạn nói, mình chia trường hợp 1 và trường hợp 2 đấy ạ.
Các bạn Vâng, em hiểu có rồi ạ. các bạn có hiểu có thắc mắc gì không ạ? Tại vì như như em nói đúng là trạng thái hoạt động và không hoạt động thì mình có phân hai trường hợp bên này. Trường hợp một đây này nó đang ở trạng thái hoạt động này, nó gắn vào này, đúng không ạ? Đấy. Đấy, còn chia trường hợp hai nữa, đúng không ạ? Trong cơ chế kìm hãm cũng thế, thế thì nó rất là nhằng và khó hiểu. Nhưng mà mình cứ nhớ được rằng là nó ở trạng thái hoạt động ấy và kích thích ấy thì nó trạng thái hoạt động ấy thì nó gắn được gắn vào vị trí vận hành thì mình sẽ thì gen nó sẽ mở và nó kích thích quá trình tiếp theo nhá. Đấy là cái nguyên tắc chung để mình dễ nhớ, không thì hơi là nhằng ấy. Bởi vì sau này thì chúng ta sẽ có những cái hình chúng ta ứng dụng vào cái ví dụ giải thích cho lactose hay là tryptophan ấy. Đấy thì mình sẽ phải giải thích được ở vị trí nào, vị trí khi nó gắn vào đâu. Được chưa ạ? Để sao một cái cơ chế điều chỉnh sinh tổng hợp protein ở hai tay thì nó phức hợp hơn một chút, khó hơn một chút, đấy là gì ạ? Thì cái việc điều chỉnh như này này giống như là từ cái trong cái cấu trúc này nhá, mình sẽ việc điều chỉnh để sinh tăng hay là giảm tổng hợp protein nó phải có các tín hiệu từ từ tín hiệu từ yếu tố mô này, rồi những cái yếu tố từ tổng hợp từ ADN xuống gì ạ? À? Tổng hợp ADN này khi nào thì xảy ra quá trình xong phiên mã tạo thành mRNA này, nó phải có yếu tố điều hòa đây, xong rồi từ mRNA tiền thân tạo thành mRNA thuần thục cũng lại tiếp tục có một cái yếu tố này, như vậy là cái quá trình sinh tổng hợp protein cuối cùng ấy ở cái trang phần sách trong cái chương sách của chúng ta ở phần cuối cùng nó có 6 bước chính ấy. Đấy chính là cái bước mà từ từ điều hòa từ DNA xuống RNA, từ RNA tiền thân đến RNA thuần thục, xong từ RNA thuần thục xong thì chúng ta lại còn phải có các yếu tố điều hòa điều khiển quá trình cắt nối từ tiền thân đến thuần thục ấy, cắt nối xong rồi thì lại tiếp tục tạo thành gì ạ, quá trình điều khiển gì ạ, điều hòa quá trình gì sinh tổng hợp protein các yếu tố, rồi các yếu tố hòa hợp các yếu tố mô nữa kích thích lên. Như vậy là cái sơ đồ sinh tổng hợp protein của chúng ta sẽ phải có 3 mức độ từ DNA đến RNA rồi đến protein, đúng không ạ? Và trong trong phần cấu trúc này của chúng ta thì chúng ta phải nhớ được các vùng điều hòa của gen ở phần đầu này đấy, đúng không ạ? Thì trong cái vùng điều hòa này nó có cái vai trò rất là quan trọng trong việc điều hòa sinh tổng hợp protein. Thế trong cái phần này, trong cái mô hình có một phần mô hình nữa mà quan trọng, cái hình cuối cùng trong mình có cái hình này thì mình lấy luôn là cái hình trong sách để các bạn nhớ những cái điểm keyword mà các bạn phải học. Đấy là trong cái phần cấu trúc của phần trong cái cấu trúc của cái gen, cái sợi của gen của chúng ta ấy, thì có những cái vị trí gì thì giống như nói như lúc nãy mình nói thì có cái vụ vị trí vận hành, vị trí vùng khởi đầu đúng không ạ? Trong vùng khởi đầu có các hộp khởi đầu, đấy là cái vùng hộp khởi đầu TA TA đúng không ạ? Đấy, cho vị trí bắt đầu cho quá trình phiên mã đấy là các ARN polymerase nhận biết được ở cái hộp này TATA này đấy, hoặc là cái hộp CCAAT này, tiếp đến là ở cái vùng vị trí đấy, ở vị trí trong cái vùng điều hòa của gen có cái vị trí gắn đặc hiệu mô, đặc hiệu mô này có tác dụng làm gì ạ? Để có tác dụng chỉ huy cấu trúc sản xuất protein đặc hiệu cho mô, khi mà nó nhận tín hiệu từ cái mô mô này tôi có cần có nhu cầu hay không, hoặc tăng hoặc là giảm protein đúng không ạ, thì nó sẽ có yếu tố vị trí gắn đặc hiệu mô đây, đấy là yếu tố để chỉ huy đấy, vai trò của từng vị trí đấy. Thì sau khi ADN của chúng ta có gồm các vùng insome và cái vùng exome nối với nhau đúng không ạ, đấy, tổng hợp ra thì nó đến phiên mã thì tạo thành ra đây ạ, đúng không ạ? mRNA là tiền thân thì chúng ta nhìn thấy cái vị trí nhá. Các exome này, các introns nối với nhau này, đấy như mình đã nói cái vị trí khi mà tạo thành các gì ạ, mRNA thuần thục thì nó có các yếu tố điều hòa điều khiển để làm sao nó cắt nối cái vị trí cho nối đây chính là vị trí GU đúng không ạ? Còn cái vị trí này này ở cái điểm thòng lọng ở đây giống như lúc nãy cái mô hình lúc nãy mình cho các bạn có cái thòng lọng tạo thành các phân tử từ U1, U2, U4, U5, U6 mới SN, ARN đấy, thì cái vị cho nối đây sẽ là A, AG, được chưa? Thì những cái hình như này các bạn phải học và nhớ được vị trí cho nối và vị trí nhận nối là như nào, được chưa? Và sau khi cắt nối xong thì nó sẽ tạo thành các phân tử mRNA thuần thục. Thì đây là một cái mô hình cấu trúc gen của người trong cái cơ sơ đồ điều hòa mà có 6 bước ấy, để trong sách của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ nhớ những cái điểm keyword mà mình khoanh như này các bạn hình dung ra, được chưa? Thì đấy giống như trong cái phần cái đuôi polia đây này,
Cornea là ở đầu ba phẩy và cái đầu mũ của nó là gì ạ? Mũ 7-methylguanine trisulfosate ở đầu 5 phẩy đúng không ạ? Đấy, vai trò của nó gồm những cái gì thì tất cả cái, trong cái sơ đồ này nó đã biểu hiện ra và tổng hợp từ nãy giờ chúng ta học các cấu trúc và phần chức năng của nó để đưa ra cái mô hình cuối cùng là mô hình cấu trúc của một gen người như này, đúng không ạ? Đấy là phần điều hòa. Như vậy là trong cái này các bạn phải nhớ cái gì? Trong cái này các bạn phải nhớ hai có cái điểm chính đấy là cái sơ đồ điều hòa cái mô hình ấy, điều hòa tổng hợp protein theo cơ chế kích thích và cơ chế kìm hãm. Kích thích thì như nào và kìm hãm như nào, khi nào, ở vị trí nào thì cái yếu tố gì ở vị trí nào sẽ gây ra gây kích thích là làm cho gen mở, yếu tố nào ở cơ chế kìm hãm cũng thế. Đấy thì có cái key mình đã cho các bạn nhớ cái slide trên rồi. Và tiếp theo là nhớ được cái gì trong cái mô hình điều hòa, nhớ được các vị trí, đặc điểm của các cái như mình đã viết là trên đây cho các bạn nhớ được nhá. Không ạ? Đấy, đấy là phần toàn bộ quá trình điều hòa sinh tổng hợp protein, thì các bạn còn hỏi gì không ạ? Tại vì trong cái phần này sách rất là dài và khó hiểu thì các bạn tập trung vào những cái phần như mình nói, mình giải thích những cái khái niệm khó hiểu ấy, các bạn nhớ nhá. Thế còn cái này là không có gì, cái này là phóng đại cho cái vùng vị trí, ví dụ trong sách mô tả rất nhiều cái hộp TA TA của chúng ta cách cái vị trí điểm khởi đầu bao nhiêu nu này, rồi cái hộp CA có cái hộp CAT ấy, những cái hộp này cách vị trí bao nhiêu và cái đấy, điểm đây là điểm bắt đầu của quá trình phiên mã đúng không ạ? Đấy thì chúng ta nhìn để chúng ta dễ nhớ hơn thôi đúng không ạ? Đây là cái bụi đuôi polia ở phía cuối này, còn cái trên đầu này có cái đầu mũ 7 methyl guanine triphosphate nữa nhá. Đấy là toàn bộ quá trình sinh tổng hợp protein, các bạn nào có hỏi gì nữa không ạ? Thưa cô, là bọn em có cần phải nhớ hết các cái phần yếu tố khởi đầu như kiểu IF, EF hay là RF đi không ạ? Các yếu tố đấy thì nó theo công quy tắc chung thì tất nhiên là các bạn là sẽ phải nhớ rồi, nhưng mà mình có những cái điểm nhấn cho các bạn đấy ạ, thì trong ngay từ lúc giảng thì có những cái điểm nhấn cho các bạn nhớ. Chứ còn đấy là những cái yếu tố các bước trong quá trình thì các bạn phải đọc hết chưa ạ? Thì đã bảo nội dung học ôn hết tập hết mà, cô ở đây là hướng dẫn cho các bạn những cái điểm cách học, cho các bạn hướng dẫn cho các bạn cách học chứ còn làm sao mà giải thích được hết đúng không? Chúng ta xem một cái sang cái phần tiếp theo, một phần nhỏ nhỏ nhất, cái phần này ngắn thôi. Cái phần này nó thực ra thì là di chuyển ti thể, nhưng mà nó cơ bản là cái phần cấu trúc của ti thể các bạn được học rồi đúng không? Các thầy cô giảng cho các bạn rồi đúng không? Cấu trúc của ti thể ở cái phần các mỏ quan này trong tế bào ấy. Thế thì cái phần này nó liên quan một chút xíu thôi, mình nói qua thôi cũng không nhiều, bởi vì nó vì nói di chuyển thì nó lại thuộc về phần di chuyển rồi, và đầu học vào thi vào của các bạn đấy chính là cái cuốn sinh học ấy. Cuốn sinh học ấy thì nó là phần phần cấu trúc của ti thể thôi. Thế phần ti thể của chúng ta nhắc lại một chút, tức là gì, ADN của chúng ta bình thường là ADN của chúng ta là gì ạ, ở trong nhân đúng không? Thế thì ngoài ra còn có một chút ADN của chúng ta, đấy là gì ạ? ADN của ti thể, tức là ADN ti thể của chúng ta nằm ở gì ạ? Nằm ở phía ngoài bào tương, có là một bào quan riêng, có hai lớp màng riêng biệt đúng không ạ? Lớp màng ngoài và lớp màng trong, và trong cái lòng của ti thể này thì nó có ADN đó, nó có tính chất là gì ạ? Nó có ADN độc lập riêng và nó có khả năng là tự nhân đôi và tự sao mạng chép riêng, và nó cũng sinh tổng hợp protein riêng. Mặc dù là ADN protein của ti thể này phần lớn cũng là do nhận protein từ trong nhân, từ 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 tổng hợp từ an chung ấy, từ ADN chung trong trong nhân, nhưng mà nó sẽ có, nó cũng khoảng 10% nó sẽ tổng hợp riêng và nó tạo ra cái tính chất riêng của ti thể đúng không ạ? Và ADN của ti thể thì có cấu trúc như nào? Bình thường nhìn từ nãy giờ mình đọc ADN, học ADN của trong nhân của mình là gì ạ? Cấu trúc mạch đôi đúng không ạ, xoắn kép các thứ đúng không ạ? Thì cái này sao ạ? ADN của ti thể thì có cấu trúc dạng hình vòng, giống như mình chúng ta học cái hình vòng của đây như bên này, hình của các plasmid ấy, vi khuẩn hoặc plasmid chúng ta thấy không ạ? Thì nó có hình cấu trúc hình vòng cũng cũng có theo hai chiều làm xoắn như này, và nó có đặc trưng riêng, và cái điều đặc biệt của ADN ti thể nó có khả năng tự nhân đôi riêng độc lập của nó, và chính vì tự động nhân đôi độc lập nhưng mà nó cũng sẽ làm sao, nó cũng có sự sai sót, cũng có đột biến, vì vậy nó cũng gây ra những cái đột biến của bệnh ti thể đúng không? Và tuy nhiên thì cái quy luật di truyền nó sẽ khác so với quy luật di truyền gen trong nhân đúng không ạ? Cái này thì chắc các bạn bạn nào cũng nắm được rồi, chúng ta học y chúng ta biết rồi. Thì cái gì ADN của nhân của chúng ta nhân di truyền chung
nhận từ cả bố và mẹ đúng không ạ? Nhưng mà ADN của tinh thể của chúng ta thì chỉ là di truyền theo dòng mẹ, bởi vì sao ạ? Đây được chúng ta giải thích rồi đúng không ạ? Phần tinh thể nằm trong loãng bào của trứng ấy đúng không ạ? Còn của tinh trùng thì cái con phần tinh thể nó tập trung chủ yếu nhiều ở phần cổ. Thế khi mà quá trình thụ tinh xảy ra thì chỉ có phần phần đầu đầu của con tinh trùng khi nó phá vỡ được cái lớp màng trứng nhá, nó đi vào thì nó chỉ tuồn cái phần nhân vật chất di truyền đấy là cái nhân đi vào thôi, còn toàn bộ cái phần cổ thì nó bị đứt ở phía bên ngoài. Và như vậy là gì ạ? Đây là tinh thể của người bố sẽ không, của tinh trùng không vào được trong loãng và không thụ tinh, không truyền cho con đúng không ạ? Như vậy là di truyền toàn bộ tinh thể của đứa bé của cái tế bào phôi nhận được thì là gì ạ? Từ nguồn mẹ đúng không ạ? Chính vì vậy mà di truyền của chúng ta, di truyền tinh thể cũng gọi là di truyền theo dòng mẹ đúng không ạ? Và nó vì nó có những cái đặc điểm riêng, nó có tự sao chép và nó tự nhân đôi và nó có tổng hợp riêng, protein riêng, khoảng 10% đấy, thì nó cũng gây ra những cái tình trạng và bệnh riêng, và nó cũng có gây ra những cái đột đột biến riêng của tinh thể. Vậy thì quy luật di truyền của nó thì mình biết rồi, quy luật di truyền theo dòng mẹ này, tỷ lệ mắc bệnh thì sẽ làm sao ạ? Nam và nữ thì như nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó sẽ di truyền theo dòng mẹ thôi đúng không ạ? Bởi vì nó có liên quan gì đến nhiễm sắc thể giới tính đâu ạ, đúng không ạ? Và có một điểm khác ở trong tinh thể di truyền này, mình chỉ nhớ là cái bộ ba của gen tinh thể thì là gì ạ? Có chức năng gì? Bộ ba của UAG trong bộ gen của tinh thể có chức năng gì ạ? Đấy, thì những cái câu hỏi như này, có mấy cái câu này hơi chúng ta nhớ được, không không phần quy luật di truyền của tinh thể chúng ta không không học không 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 có nhiều nội dung đâu ạ, bởi vì nó liên quan về phần di truyền nhiều, thì chúng ta đã học nhớ được cái phần cấu trúc tính chất ADN của tinh thể là có dạng gì thôi, dạng vòng rồi có cấu trúc như thế nào và có khả năng quy luật theo di truyền như nào thôi ạ. Đấy, đấy toàn bộ cái phần và di truyền theo tinh thể. Thế các bạn là còn hỏi gì nữa không ạ? Di truyền theo tinh thể này thì chúng ta chủ yếu đọc ở đâu ạ? Chính là cái phần mà cấu trúc bào quan của của tế bào ấy ạ, phần tinh thể đấy, nó có một đoạn ngắn ngắn này thôi nhá. Còn quy luật di truyền cũng thế, thì cái niệm qua thôi vì chúng ta không học sâu về mặt di truyền. Nào, các bạn nào có phải gì không? Đấy là toàn bộ nội dung hết chưa nhỉ? Toàn bộ nội dung của cái phần này. Các bạn nào có hỏi gì không ạ? Con Alo. cô giảng lại cho em cái phần tổng hợp protein nhé, cái phần protein nhé, cái này Cái phần nào? cô giảng cơ quan cái phần Các kéo bước dài đấy, ấy ạ, các em kéo dài cô à, cái chưa biết phần kéo cái vị dài ấy, trí em có PA, thể POA đấy á. Đây nhá, dạ vâng ạ. cái năm nội biết rồi, năm nội dung này của mình học thì mình tập trung nhiều ở mục 1, nội dung 1 đúng không? Đặc điểm mã di truyền thì ngắn xíu đúng không? Axit nucleic thì mình học được cấu tạo chung này. Đấy, chức năng của nó gồm có quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã ARN đúng không ạ? Đặc điểm mã di truyền thì có một đoạn ngắn này. Quá trình sinh tổng hợp protein thì bạn đang bảo rằng lại gì, mình chỉ sẽ cho cái hình các bạn nói qua thôi nhá. Cơ chế điều chỉnh sinh tổng hợp protein thì có cái mô hình lắc operon ấy, cái mô hình operon mà nhớ được này. Cái gì nhỉ? Cái cơ chế kích thích và cơ chế tổng hợp và cơ chế kìm hãm, hai cái. Đấy, và phần di truyền ngoài tinh thể năm cái phần này, thì cái phần bạn đang muốn kéo dài protein hả? Đây nhé, đây đúng không? Để hình này các bạn nhìn được không ạ? Alo? Trong cái tổng hợp này bạn muốn xem cái này có phần nào ạ? Phần dịch chuyển vị trí đấy hả? Cái phần này quá. Phần này cái gì? Các bạn Vâng nhìn thấy không ạ? ạ. Giai đoạn chuỗi này đúng không? Nhá, sau khi hình thành được cái giai đoạn mở đầu, tức là cái phức hợp mở đầu này, gồm cái gì thì bạn phải nhớ được rồi đúng không ạ? Đấy, trong đây nha, ở cái trên cái phân tử ribosome của chúng ta có vị trí P và vị trí A đây các bạn nhìn nha. Đầu tiên cái giai đoạn kéo dài ấy đúng không, có ba cái bước chính. Thứ nhất nha, cái trên cái hình này là hình vẽ mà đã kéo dài được ba axit amin rồi được chưa, nhưng mà đây axit amin thứ ba này, còn cái vị trí A này là vị trí của gì, axit amin thứ tư. Bây giờ một chuỗi của mình đang giả sử như là đang ba rồi nhá, bây giờ làm nào để kéo dài thêm được 4, 5, 6 đúng không? Đấy, thế thì trong cái đây là cái phức hợp này gồm có cái phần này là gì ạ? Ribosome 30S, cái này là 50S, cái này là 5,3,5 mRNA đúng không ạ? Thì trên cái phần cấu trúc của ribosome này nó có vị trí của gì ạ?
vị trí P và vị trí A. Vậy người ta mình sẽ phải nhớ ba cái bước chính. Thứ nhất là gắn gắn cái gì? Gắn cái amino acid TRN. Chúng ta giống hình dung nhá. Cái xe đạp của chúng ta là TRN này. Chở một cái amino acid. Bây giờ chở nó vào đâu? Đấy là chính là chở vào vị trí A, được chưa? Gắn vào vị trí A. Thế chở nó vào rồi thì có một cái dãy các bạn xếp hàng ở đây rồi. Được chưa ạ? Nó đang ở vị trí P này. Thế thì sau khi nó chở vào rồi thì nó sẽ phải hình thành liên kết. Bây giờ mình lấy cái ví dụ hình dung ra một xếp hàng nhé. Xếp hàng bạn vị trí này đang ở vị trí P. Thế bây giờ chúng tôi sẽ xếp hàng một bạn nữa, làm sao để nối thêm một bạn nữa để nối thêm dài ra thì phải đưa nó vào cái vị trí A này chứ. Phải bây giờ bạn lấy cái xe đạp bạn đèo cái bạn bạn sinh viên tiếp theo. Bạn sinh viên thứ tư nhá, vào cái vị trí A này. Sau khi vào vị trí A xong rồi thì hai bạn sinh viên thứ ba và thứ tư phải hình thành liên kết peptide là nối với nhau, nắm tay lại đúng không ạ? Đấy, nắm tay lại cho nó chặt cái chuỗi đấy. Sau khi nắm tay lại thì cái vị trí cái xe ở vị trí P ấy, nó sẽ phóng thích ra. Nên là sau khi gắn nắm tay lại đây này, sang cái hình này, được chưa? 34 nó nắm tay lại với nhau này. Đúng không ạ? Sau khi nắm tay lại rồi nhá, thì nó nhảy sang cái vị trí A này, thì cái vị trí P lúc này đang ở trạng thái cái TARN, đây chính là cái TARN mà, thì nó sẽ phóng thích ra, đúng không ạ? Nó phóng thích ra ngoài thì cái vị trí P lúc này rỗng, thì từ vị trí A cái xe đạp mà chở cồng kềnh một các bạn này sẽ nhảy sang vị trí P, được chưa? Và khi nó sang đấy gọi là bước chuyển vị đấy ạ. Ở vị trí P, khi nó ở vị trí P nó nhảy sang đây rồi thì A lúc này lại trống, đúng không? Ở cái vị trí A đấy lại trống. Chống thì lúc này làm nào, bước tiếp theo làm nào nữa ạ? Thì lại một cái xe đạp chở một bạn sinh viên thứ năm vào vị trí A, được chưa? Lại bước tiếp theo một bạn sinh viên xe đạp chở một bạn sinh viên vào vị trí A, và vị trí A như thế lại giống như hình trên, thì bạn số 4 và số 5 sẽ nắm tay nhau lại tạo hình gọi là hình thành liên kết peptide. Đấy là bước thứ hai. Nắm tay lại nhau xong rồi thì nắm tay lại thì bạn hình dung cái chuỗi cồng kềnh nó đang ở vị trí A mà nắm tay lại, nhưng mà cái bạn sinh viên thứ năm ấy phải là cứng, giữ chắc để giữ cả một chuỗi. Thì cái vị trí P nó đang tự do, nó lại được phóng thích ra. Cái TARN này nó phóng thích ra. Nó phóng thích ra ngoài thì cái xong rồi nó chuyển sang vị trí P. Giống như cái bạn sinh viên thứ năm ấy cõng cả bốn bạn trước nhảy sang vị trí P này, được chưa? Nhảy sang vị trí P và lúc đấy làm sao ạ? Lúc đấy vị trí A lại trống và tiếp tục ở vị trí 6 lại vào. Được chưa? Thì nó có ba bước chính, đấy là gắn amino acid, gắn cái phức hợp amino acid và TARN. TARN đấy là một cái loại vận chuyển giống như cái xe đạp, amino acid giống như một bạn sinh viên mới được vào vị trí A, được chưa? Và hình thành liên kết peptide ở đây là cái liên kết là hai bạn sinh viên nắm tay lại với nhau, nắm tay lại ở cái vị trí A này, được chưa? Đấy, và chuyển từ vị trí A sang vị trí P. Đấy, cái xe đạp nó cõng một dãy các bạn này nhảy một phát sang vị trí P thì vị trí A nó sẽ trống. Đấy, nó cứ thế, nó tiếp tục bạn thứ 6, thứ 7, thứ 8 như thế. Thế bạn đã hiểu chưa ạ? Thì cái key để mình nhớ được như thế thì mình sẽ thấy vị trí A và vị trí P thì dùng để làm gì thì mình nhớ được rồi, được chưa? Thế thì vị trí A là để gắn amino acid TRN vào và đúng liên rồi. Kết và hình thành liên kết peptide, còn vị trí P thì là chỉ để chuẩn bị thôi, đúng không? Rồi, đúng rồi, chuyển sang vị trí đấy, xong rồi tiếp tục lại tiếp tục thế, cứ thế mới mà, nha. Nó có ba bước chính này thôi và mình hình dung thế, được chưa ạ? Các bạn còn hỏi gì không ạ? Mình hướng dẫn các bạn học với thôi, còn về các bạn phải đọc trong sách và về cơ bản nếu mà người các bạn sẽ nhìn trong cái hình ấy, hình nó sẽ dễ nhớ hơn nhá. Cô mới lại là cái phần này. Ok, operon ạ. Operon, cái đoạn operon. Mô hình operon à? Dạ vâng ạ. Mô operon của mình đây. Thì cấu trúc của operon của mình thì mình sẽ nhớ được nhá. Cả cái này là operon này. Trong operon gồm có phần gen cấu trúc. Các bạn nhớ hình dung gen cấu trúc đấy là cái gen mà quy định có exon và intron để nó. Gen cấu trúc là chính là gen để tổng hợp mRNA, cái phần này. Được chưa? Trong cái vùng operon này có operator gọi là vị trí vận hành. Được chưa? Vị trí vận hành đây. Vị trí vận hành mà lúc ấy mình nói ấy, ở cái cơ chế điều hòa protein ấy, ở cơ chế kích thích ở điều hãm thì nó sẽ gắn vào cái vị trí vận hành này. Và có một cái vùng gọi là vùng promoter, gọi là vùng khởi đầu. Ấy, vùng khởi đầu này là cái chính là cái vùng mà trong quá trình phiên mã của ARN ấy, mình có cái ADN ARN nhận diện ở vùng khởi đầu, ở cái vị trí trong cái vùng khởi đầu này nó sẽ có cái hộp khởi đầu, cái hộp đấy là hộp TATA mà nó cách cái vị trí bắt đầu khởi đầu phiên mã từ âm 35 đến 10 nu mà cái slide trước mình giảng ấy. Đấy,
thì nó là vùng vùng khởi đầu này gắn ARN, thì trong nó liên liên quan gì đến cái phần đấy, chính là khi mà mình học mình nhìn cái hình điều hòa này nhé, đây này vùng promoter này, ARN polymer giờ là cái enzyme bắt đầu do quá trình phiên mã nó gắn vào vị trí promoter này, thế còn cái chất kích thích và kim hãm nó sẽ gắn vào cái vị trí là operator này, là cái vị trí vận hành, được chưa ạ? Vị trí vận hành bắt đầu đây, khi mà có cả đầy đủ cả hai yếu tố kích thích vào có yếu tố kích thích mà nó gắn vào vị trí vận hành và cái có cái enzyme ấy, thì nó sẽ kích thích gen này, nó sẽ được mở và nó sẽ tiến hành quá trình phiên mã dưới đây, được chưa ạ? Tại vì sao các bạn phải nhớ các khái niệm này từ đầu đến cuối, thì mình có các quá trình ấy. Bây giờ các bạn sau khi học xong các bạn sẽ hình dung được là nó cái vị trí này vì vì mới giảng xong các bạn chưa nhớ được cái quá trình phiên mã nó xảy ra như nào, đúng không? Cái giai đoạn quá trình phiên mã lúc đầu mình có nói đấy là các enzyme, vai trò của enzyme ARN này, không, nó bắt đầu giai đoạn khởi đầu như nào, nó nhận diện ở đâu, nó kết hợp như nào, xong rồi sau khi tổng hợp được 10 nu nó giải phóng thích ra cái chuỗi sigma chẳng hạn, đấy cái đấy thì về các bạn thì học thì các bạn mới sâu chuỗi lại thì các bạn mới nhớ được, đúng ạ? Cô, cái phần gen điều hòa em cái phần gen điều hòa ở cái đoạn sau thì có nói đến cái phần kìm hãm hoặc kích thích ý, nhưng mà Ừ. chẳng nhắc gì đến gen điều hòa của Cái gen điều hòa nó chỉ trong cái phần mô hình chung tổng hợp này thôi bạn ạ. À, đây này, nó trong cái phần mô trường, trong tổng hợp cái vùng điều hòa nó có cái đây này, trong cái hình cuối cùng này, cái vùng điều hòa nó có cái vùng điều hòa yếu tố vị trí gắn mô này, hoặc là vị trí gắn yếu tố kích thích quá trình sao mã. Tức là nó khi nào thì ví dụ như là mô của mình có cần có nhu cầu tăng sinh tổng hợp protein, đúng không ạ? Thì nó trong cái vùng điều hòa nó có vị trí gắn gắn đặc hiệu mô, cái yếu tố đấy thì nó sẽ kích thích chỉ huy cho cái phần toàn bộ phía sau là cái gen cấu trúc ấy, lúc nãy có sản xuất hay là sản xuất lại protein gì và lại protein đấy đặc hiệu như nào, và có một cái vị trí nữa gắn yếu tố kích phiên mã, khi nào một cơ thể mình cần cần tổng hợp cần phiên mã thì nó sẽ gắn cái yếu tố ấy vào, cái yếu tố ấy thì là cái ở trạng thái tự do thì nó sẽ gắn vào đây và nó sẽ xảy ra thôi, đúng ạ? Đấy, thế thì bạn sẽ nhớ được cái vùng điều hòa nó gắn gắn có những cái phần chức năng gì ở trong cái vùng điều hòa đấy ở đây. Đấy, có cái phần hộp khởi đầu ở cái vùng gọi là vùng khởi đầu và vùng vận hành, vị trí vận hành và cái gen cấu trúc thì bạn lại phải nhớ trên cái mô hình trên kia, trên cái mô hình trên này đấy, như này thôi ạ, đúng không ạ? Tại vì nó các bạn phải học được hết cả ba quá trình, xong đó thì các bạn sâu chuỗi lại thì nó sẽ liên quan đến nhau. Thế bây giờ mà các bạn chưa nắm được, ví dụ như là đây, ví dụ như bạn chưa nhớ được cái quá trình phiên mã thì sao bạn, khi mà mình viết là cái được nhận diện bởi ARN polymer giờ thì các bạn chưa hình dung được nó ở trong quá trình nào, đúng không ạ? Đây này, thì các bạn lại phải nhớ lại cái lúc nãy là cái quá trình sinh tổng hợp, cái quá trình ấy đây. Làm sao mà mình có thể đây Thế cái giai thì đoạn này. cái chỗ đoạn vùng khởi đầu và vị trí vận hành nó cách nhau khoảng từ âm 35 đến 10 nu đúng không ạ? Đây này, Thì đây nếu nhìn thấy nó chưa? Ừ, đấy. gắn thì Đây nó gắn đây, cái này lúc mình giảng slide này rồi. Vùng vùng khởi đầu đây, cái hộp khởi đầu ở đây, cái enzyme ARN polymer nó gắn, nó nhận biết biết ở vùng khởi đầu đây. Còn nó vâng. sẽ cách cái vị trí bắt đầu xảy ra quá trình phiên mã là từ âm 35 đến 10, âm 10 tùy tùy từng cái loại nhá. Đấy, như này. Thế bắt đầu quá trình phiên mã ở đây xảy ra, và còn cái đoạn Dạ, em bị stop nhầm này. nhầm cái vùng vận hành của ạ. Ừ. Nhầm cái vùng operator. Nói qua với đoạn Okazaki ạ. Okazaki. Làm sao ạ? Nói qua cái đoạn đấy như nào ạ? Cái đấy Tổng hợp liên tục kết thúc á, đây á. Đây á. Đây á. Nối như nào ạ? nó cũng tương tự như là cái đoạn Okazaki, cũng như tương tự như là cái đoạn nối lại của các cái phần trên cái đoạn mạch chậm đúng không ạ? Ừ, đây mình chạm, mình nó cứ tổng hợp từng đoạn một đây này. Thế thì trong cái phần đoạn này nó có, đây là những cái đoạn Okazaki này, cái đoạn này mình không thể nào mà đưa hết được, chỉ hết được ra cho các bạn, nhưng mình sẽ nói đây, cái này nó tổng sợi nhanh nó liên tục, đúng không ạ? Còn sợi chậm đây nhá, thì nó các bạn này nó cứ tổng hợp này cho đến khi giai đoạn kết thúc đây này, nó cứ chạy sẽ, nó cứ tổng hợp này, đây là đoạn kéo dài này, đến khi giai đoạn kết thúc thì nó sẽ thành cái đoạn như thế, cái đoạn sợi chậm ấy, thì nó cần phải có hai enzyme, một là enzyme DNA pol một đấy, nó có tác dụng loại bỏ cái màu xanh xanh này là cái đoạn ARN mồi, đúng không ạ? Loại bỏ đi, sau khi loại bỏ đi xong thì nó có những cái khoảng trống, khoảng trống đấy thì nó cần có một loại enzyme đấy là ligase,
DNA ấy, nó nối các khoảng trống lại với nhau đấy, cứ nối thế. Thế sau khi nối lại xong thì nó sẽ tạo thành một mạch hoàn chỉnh, được chưa ạ? Nói lại về cái các cái trong ấy là MG1 Cái gì ạ? Cái gì? và Nó lại cái gì ạ? S trong tế bào cái đoạn MG1 mà S G2 và S. Cái đấy không, cái đấy là xong chu kỳ tế bào rồi, không thuộc nội dung phần Được. này, nhưng mình nói cho các bạn biết để biết được cái quá trình tái bản ADN xảy ra ở vị ở cái giai đoạn nào của chu kỳ tế bào thôi. Cho nên bạn không, cái phần giai đoạn S, giai đoạn G và G2 các bạn sẽ học trong nội dung của phần chu kỳ tế bào nhá. Mình không giảng kỹ ở đây được, mình không có slide cũng không. Ví dụ như chu kỳ tế bào đây nhá. Trong một cái chu kỳ tế bào của mình trước khi xảy ra quá trình nguyên phân hoặc giảm phân đúng không ạ? Cái pha M là pha phân bào này, ngắn ngủ này, thì cái kỳ trung gian, cả một cái kỳ trung gian pha S G1 G2 nó rất là dài, thời gian rất là dài để làm gì? Để đấy là sự tổng hợp ADN, sự tổng hợp protein, sự tổng hợp tất cả các thành phần mà cần cho quá trình phân chia ấy. Đấy, thì quá trình phân chia ở cái giai đoạn M này. Thế thì mình đang nói sự ADN xảy ra ở cái điểm nào trong cái chu kỳ tế bào thôi. Đấy là nó xảy ra ở pha S, là pha tổng hợp ADN đây. Và trước khi có sự tổng hợp đấy thì làm sao? Nó có làm sao? Nó sẽ có sự sửa chữa trước và sau. Vậy thì sửa chữa xảy ra ở pha nào đấy? Chính là pha G1 và pha G2. Còn cụ thể của từng giai đoạn S, G1, G2 và chu kỳ tế bào thì các bạn sẽ học ở chu kỳ tế bào, không phải ở bài này. Đúng không ạ? Đấy, Ok. cái phần này các bạn nhớ được cái gì? Cái phần này các bạn nhớ được nó xảy ra ở kỳ nào, cái quá trình tổng hợp ADN xảy ra ở kỳ nào của quá trình phân bào, và nguyên liệu gồm những cái gì và những cái giai đoạn nào thôi ạ. Được chưa ạ? Nó cả một bài mà chu kỳ tế bào, các bạn có hình như cô cả một bài cô Phượng hay cô nào giảng các bạn đấy mà, đúng không ạ? Các bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Tất cả nhá, những cái phần này nó rất là dài khó hiểu thì các bạn học nên học theo những cái hình ảnh như này này, hình ảnh này và những cái key ấy, mình có ví dụ như key đấy là những cái mà mình hay cho các bạn ấy, hoặc là những câu hỏi dưới các bạn phải lưu ý đây, ví dụ như thế, những câu hỏi để các bạn tập trung vào ấy, được chưa ạ? Đấy, được chưa ạ? Mình sẽ chỉ có thể hướng dẫn thôi chứ làm sao mà mình giảng chi tiết được ạ. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Đúng không? Không hỏi gì thì mình sẽ kết thúc nhé. Còn nếu các bạn nào có câu hỏi thì có thể email gửi cho mình cũng được ạ. Email gửi về địa chỉ của mình, quên gì đây. Được chưa ạ? Ôi, cô cho bọn em xin cái slide bài giảng này đúng không ạ? Một bạn lớp trưởng gửi email cho mình nhé. Email của mình là Vũ Thị Hà a@hmu.edu.vn ấy, quên không đi đây. Cô ơi, cô có thể tải lên đây luôn được không ạ? Ở đây có cái phần file ạ. Cô click vào cái chỗ tin nhắn xong rồi có cái file cô tải lên luôn được ạ. Không, mình sẽ gửi mail, mình sẽ để chuyển sang cái slide ấy, nó rất rất nặng bởi vì nó có nhiều hình ảnh ấy. Mình sẽ xuất sang file PDF, sau đó mình gửi bài giảng cho các bạn nhé. Mình sẽ gửi một các bạn đầu nhóm ấy, nhóm trưởng ấy, xong rồi gửi mình sẽ gửi cho nhé. Vâng, Gửi em cùng cảm qua ơn địa cô. chỉ email, email đây, email cô. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Nhé. Được chưa ạ? Vâng. Đấy, các bạn gửi địa chỉ email cô nhé. Xong có gì nếu có gì thắc mắc thì gửi qua email mình sẽ giải đáp nhé. Đúng ạ? Các bạn có gì mình sẽ kết thúc lớp ở đây nhé. Vâng. Các bạn chủ các Vâng. bạn chủ động gửi gửi email rồi mình sẽ gửi lại phần slide về giảng các bạn. Còn chữ, nội dung học thì các bạn đã biết rồi trong cái cuốn sách này. Rất là dài đúng không ạ? Không chịu khó vậy. Mấy lại kiến thức dù sao thì những bạn nào mà chuyên ngành sinh học phân tử các bạn cũng biết rồi mà còn giỏi hơn cô ấy chứ. Nhá, chào các bạn nha. Chúng ta kết thúc lớp ở đây. Vâng, thank you.